Phi chào các bạn nha. Nay mình làm món rắn ngõ hành các bạn. Rắn ngõ hành là mình nấu lẩu nha các bạn. Nay mình làm cũng có mấy anh em đây là bạn mình. Đó, đây là Linh Kinh Linh Trần TV. Còn kia Dạng ra đây giới thiệu qua Dạng có ở đâu. Đó, cùng hai anh em nay làm món lẩu rắn nhậu các bạn. Giờ mình chuẩn bị đây là có hai con các bạn. Giờ mình chuẩn bị mình tiến hành này mình mần nó nha các bạn, khúc mà mần cắt cổ máu me kia mình không quay được nha các bạn. Rồi với đây là cũng có hai trái đu đủ với mớ xả các bạn. Còn đang, đang nấu lẩu hả? Giờ các bạn chờ mình tiến hành làm nha. Các bạn giờ chuẩn bị làm hang rắn này các bạn. Đó, hang rắn này là bữa hổm mình đi Bến Tre nha, mình lấy về nha các bạn, lấy ba con nhưng mà tại vì có người chú kia cũng thân thích quá kêu để ông lại 1 con, giờ mình còn 2 con mình bằng với ba anh em mình làm xương xương đó các bạn. Giờ chờ nấu nước sôi, nó cuộn cái nồi những gớm mà mạnh ghê chứ, nó siết tay ghê chứ. Mấy con rắn rồi con nữa con rắn nha. Nước rồi á. Một con chĩa nó gắn gái cái smoke vô. Chim cu à, nó cắn rồi. Nó cắn cái dành thao. Không có chân mà chạy sợ rồi. Có cái nhỏ mà đứng. Đâu gì đâu, này nó không cắn đó. Này nó không cắn. Cắn mấy con cắn người có hổ ngựa nữa, cắn mà cắn đâu có độc đâu. Cắn chứ mà nó ít. À, giờ nó hơi hầm. Dạng 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 hôi không? Chưa. Này thấy chứ bọn. Không. Không mắc mà không hôi. Nhưng mà mần ăn lắm quá hôi. Mần ăn nó thơm. Thơm. Chứ có cháy sơ sơ không trời? Có chứ, tại cháy làm thơm mà cháy đàng hoàng chứ đâu phải để vô nấu mà xào thơm luôn. Con cá dao hả? Có đem cá dao lột của ai cái đừng lấy cho bà cầm tay trái có bà được con dao á cho bà thua thôi cổ xài cà dao này trời được mưa ấy đi chút bỏ vô bịch xốp. Đây có con gái tham gia nè, làm viên ngang gái viên coi hồi nãy dạng với lệnh đi chung xe cho luôn à. Hồi nay không có xe trời. Đi sáng sớm em cũng không có ở nhà, không chưa đi nữa tặng lính điện sớm em đi không được chứ không cái già này mới sáng này xuống sạch thuốc ngủ này xuống sạch được bệnh một hết bệnh về không có tới giờ rồi. Giờ hai có đồng xã không, vô lại hai tép này hai. Lỗ dừa vàng ngon. Chưa.
Cắn lại lưỡi. Nãy mua bún cho anh Trường. Được, chút xíu mua lại để anh hỏi mấy đứa quá cho có hàng hôm nay chút xíu để chuyện. Không biết mấy ghé chạy mua luôn. Lộ có gì? Lộ này có à? Giờ gà đá hay gì? Đá công nghiệp ha, à có mình không? Nên là con gái, tay là lên quay không nói vậy. Bây giờ hiện đang sắc đủ các bạn, còn rắn mình đã làm xong các bạn, mình đã khám nghiệm tử thi nó xong rồi. Giờ chuẩn bị là vô khúc khúc là mình ướp rồi chế biến các bạn. Rồi, giờ các bạn chào mình nha. Rồi các bạn, đây giờ mình ướp xong rồi các bạn. Cũng sẽ tế với xả rồi các bạn. Giờ chuẩn bị là vô công đoạn nấu thôi. Rồi giờ mình chuẩn bị mình cháy sơ các bạn. Nhẹ nhàng lấy bỏ tỏi vô vậy. Cái nào này hả? Ừ. Hết luôn hả? Ừ, bỏ vô hết luôn. Cháy vô cho nó sang thịt lại nha các bạn. Cầm đi. Không rắn lẩu có chứ bọn. Cái tế đây nè. Để cái tế đây nè. Rồi. Bọn như cũng được coi. Đây, 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 bây giờ các bạn ở trong bếp này là mình ở trong nhà mình xào cho nó săn không nha các bạn. Giờ đây mới đây mình nấu, mình ra vừa mình nấu nha các bạn cho nó mát. Biết đâu
Đây nguyên khu vườn các bạn. Có vườn này nó mát mát, mình đem ra đây mình nấu các bạn. Đó. Chạy chạy gần tới xã rồi ta đón cho. Nay mình cùng mấy anh em các bạn. Ba bốn anh em. Gần tới biết vườn chanh không? Biết vườn chanh không? Ngay ngay đường đó quẹo 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 tay trái á. Lửa đã cháy nha các bạn. Rồi vàng lấy bình nước anh ấy sẵn đổ vô vàng. Quá đã. Hello Hà. Rồi được rồi, chừng nào đấy. Mình làm đầu bếp cho. Cầm lửa đây. Nó có bụi quá, lấy nắp đậy lại nha. Ăn bụi bữa nha các bạn. Đồ đâu đủ là cũng đem ra đây chuẩn bị đợi nước nó sôi sôi cho nó ấy cái là mình cho nó gần chín mình bỏ đâu đủ vô các bạn. Chơi là ăn bụi. Ở nhà nấu đem ra giường nấu. Chúng lấy manh cải luôn nè. Không. Ấy lấy cái bàn. Hả? Ấy lấy cái bàn chứ manh. Im dạ. Mà sáng rồi. Anh tính xong rồi còn cái ao đó đâu mà có cái lóc dưới đây nè, tính xong rồi anh với ông anh hai xuống vớt nó. Đâu? Đó nó cạn queo không? Cái sặc nhóc luôn đó. Trời cái đống lèn luôn, bữa hôm tại tối nè anh về là anh thấy rồi. Có mà rút bằng hải rút hang khôn dữ lắm. Nó cạn queo tới mắc cá nhiều. Họ bắt cái gì? Bắt nước luôn. Cái sặc đồ nhiều lắm. Ừ. Nay cạn à. Làm này còn lẻ, làm gà nữa đó ha. Lẻ. Ừ, mà lẻ gà đó. Nặng nó tốt hơn nữa. Đây là trái. Rồi các bạn ơi, giờ cũng xong rồi các bạn. Giờ múc ra dọn lên có mấy anh em. Có thêm thành viên mới rồi. Bạn đây là bạn Việt mới. Rồi bi bọt lấy lên để vòng vòng bàn á. Đó. Sẽ gắp cái cục rắn lên cho cái đồ đủ. Gắp rắn lên đại đi dạng. Mua rắn lên đi dạng. Hốt rắn hết đi. Đu đủ không hả? À, cũng có mua mấy làm mấy người lon hai lon cho nó ấm lòng chiến sĩ các bạn. Gắp rồi, đánh rồi. Mua uống lắc xê luôn. Bây giờ mời anh em thưởng thức nha. Rắn lẩu rắn này nói chung là rắn nó đu đủ mà lẩu cũng được. Tùy các bạn. Cũng có mớ rau các bạn. Có rau dền các bạn biết có cái rau cải trời sáng là mình hái được mớ là bữa hổm là có cái kinh gì người tình Úc Châu là hỏi cổ quan ăn được không, cái này là đúng là cổ quan nha các bạn. Đây là rau cải trời nhưng mà thực tế là người Tây phương là người ta kêu bằng cổ quan mọc dài nhưng mà ăn vẫn tốt các bạn, này ăn tốt cho sức khỏe lắm á, ăn nó có lợi trị cũng ngăn ngừa được nhiều chứng bệnh ung thư. Mùa này ít lắm, tới mùa mưa xuống là nhiều. Ủng hộ Ba Phi nha các bạn. Rồi không? Rồi mời các bạn vô. Ủng hộ Ba Phi nè. Rồi vô. Đâu rồi ai review thử miếng rắn rồi có mềm không? Mà Ba Phi từ từ sao? Tại camera lúc nào cũng phải thưởng thức sao? Em dùng thử ra. Ừ. Mềm không? Chắc chắn là ngon rồi. Đang khác mà. Mềm mà mềm không? Đang khác. Hay là ngon. Ngon lắm mấy bạn. Rồi mình mời mấy bạn nha, để mình review thử cái này không bẹt khát nước mà đẩy dần cái đã khác rồi. Sướng. Không, đúng rồi, mềm nó vậy là nó vừa chứ nếu mà thật đấy nó mềm quá nó cũng không ngon, nó ăn mất được cái độ dai. Nó phải vừa thôi chứ mà mềm quá ăn nó không, nó mất được cái độ dai. Cái đũa cũng mềm ra. Lần này bún cho nó ăn lên. Dạ dạ. Bún ha. Bún. Cái này chắc cũng không đến nổi cay đâu. Cái này rắn ăn được mà. Không ăn bún được gì. Trời nó ăn thôi chứ. Gì nó ăn được á, nó ăn dễ ăn. Ăn bún ha. Cái đũa ăn con nè. Ngồi ghế ha. À. Ngồi ghế đi. Lâu lắm mới ăn lại món này các bạn chứ nó này trước hồi năm ngoái mình ăn thường lắm. Này lâu là mới ăn món này nè. Ba anh em cứ làm lại nha. Cầm
anh này là mấy cái này rồi làm chú ế là vui quay clip rồi thôi nó bữa quên nãy trồng mấy rau mà ai ăn rau gấp rau nhưng mà rau này rau này ăn sống cũng vẫn được nhưng tại rau này nãy anh ngâm nước muối đó rồi khổ sở gì á. Trùng hết luôn ha, mà biết đảm đang rồi. Nói dĩa cũng được. Rồi em chừng nào ăn chút tiếp cũng được. Ăn kẹo không? Này mình ở ngoài vườn nha các bạn. Ở ngoài vườn, vườn dừa của chúng ta. Tính để trong nhà mà tháng này nóng nắng quá mà đem ra đây cho nó mát cho nó dân dã chút xíu. Của con nè, con đó. Con nít thì nó thái lắm. Nay thì bôi xuống về ngoài thằng nhỏ kia đi lên ba chơi ba tách chơi xong anh đi mấy nẻ khi nào anh chẳng xù lắm mình thử cục đu đủ mày anh em nha. Nào đủ thôi rồi anh em không vô đây là Linh Trần TV các bạn. Kênh Linh Trần TV cũng có làm kênh nhưng mà ít có hoạt động nha các bạn. Này phải mai mốt phải đầu tư hoạt động đồ nhiều để kênh nó không bị xì bam. Để từ từ không có bị déo lên gì hết đó chứ thời gian hết trơn bây giờ còn mắc cái cục này nè nhỏ nhỏ này nó đeo nè đang đầu tư từ từ nay mình ăn dỗ trước nhưng không kêu không yêu mà không ảnh không có nhậu ăn Dốc. Ăn đi nãy múc mình rồi. Rồi mà anh em nha, vô nha. Ba Phi thì Ba Phi uống không được nha các bạn. Con Ba Phi còn nguyên nè. Nói chung Ba Phi uống không được mà uống nhấp nhấp chơi được. Để chút nãy mình lấy cái ly mình rót riêng lên mình uống. Uống hết kêu anh em gánh phụ. Cho con không mà mấy 4-5 cái à 4 cái à mấy không à? Không múc lên lá mía với mỡ rồi lên dạng mấy đó mới ngon á người thưởng thức miếng ủa mà này vậy ăn thường không món này nè cũng không ăn làm nó sao bật cái tiền rồi làm chắc cuối năm nay là có thể bật nay được 3.000 giờ mà nó chưa bật kiếm tiền là một chuyện lấy mỡ pin là một chuyện khó lắm nó mình lên cái lá mía đó không đủ không đủ à rồi giờ cũng cuộc buổi tiệc nào không tặng các bạn mua dọn trước rồi mình mới râm lại sau các bạn giờ là dọn dẹp xong xuôi chào tất cả các bạn nha hẹn các bạn video sau nha tới đây mình xin tạm dừng video kết thúc nha các bạn.